5 loại rau củ ngậm nhiều hóa chất nhất mẹ nên tránh cho con ăn, kẻo rước ung thư vào người. Các mẹ ơi, em mới đọc được bài báo nói về thực phẩm bẩn, thực phẩm ngậm nhiều hóa chất, thuốc trừ sâu nhất. Đọc mà thấy rùng mình quá các mẹ ạ. Nhất là các loại thực phẩm này nhiều dinh dưỡng, vitamin rất tốt cho trẻ mà chúng ta hay mua cho con ăn. Sợ quá em chia sẻ liền cho các mẹ ở đây để biết và tránh mua cho các con ăn nha. Nếu mua thì hãy chọn chỗ uy tín, chất lượng để mua nhé. Còn không nên hạn chế cho con ăn thường xuyên, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Cà chua, dinh dưỡng. Quả cà chua có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin A, tiền tố là beta-carotene, vitamin B, vitamin C, vitamin K, chất xơ, sắt, kali, rất tốt cho trẻ. Trước đây cà chua trồng theo mùa, nhưng hiện cà chua được bày bán qua năm ở các chợ. Hơn thế, loại thực phẩm ngon lành, bổ dưỡng này để quả chín đều, đẹp, không hư, người ta đã không ngại ngùng dùng thuốc bổ chín. Vì vậy, cách ăn thông minh nhất là các mẹ mua cà chua sống về để chín, hoặc mua ở chỗ người quen nhé. Bắp cải, súp lơ. Dinh dưỡng. Súp lơ giàu protein và các axit amin mà cơ thể của bé không thể tự tổng hợp được. Ngoài ra, trong súp lơ còn chứa cả axit folic. Đây là loại axit tham gia mạnh mẽ vào quá trình chuyển hợp ADN của tế bào, tăng số lượng tế bào và giúp cơ thể bé lớn nhanh vượt trội. Cũng như cải xanh, bắp cải súp lơ cũng thu hút rất nhiều sâu bọ. Theo đó, để giữ rau luôn đẹp đến tay người dùng, người trồng phải phun thuốc thường xuyên, thậm chí vẫn phun thuốc ngay cả lúc thu hoạch để tránh sâu ăn. Và vì vậy, rau không có thời gian nhả thuốc, chúng ta ăn vào ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là trẻ con. Khoai tây, dinh dưỡng, nhiều tinh bột, giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt kali và vitamin C. Trẻ ăn dặm khoai tây sẽ tăng cân, cải thiện chức năng não, tăng sức đề kháng. Mặc dù loại củ này lành tính, dinh dưỡng cao, rất tốt cho trẻ, nhưng loại củ này ngậm rất nhiều thuốc. Giai đoạn nảy mầm, người trồng sẽ phun thuốc chống sâu bọ, phun thuốc diệt nấm. Hóa chất kích thích, củ to, xương mượt cũng như trong quá trình cây phát triển sẽ thường xuyên bón phân hóa học cho cây nhanh lớn. Rau muống, dinh dưỡng. Trong 100g rau muống có tới 100mg canxi, 37mg phospho, 1,4mg sắt, 0,7mg vitamin PP, 23mg vitamin C, vân vân, là những dưỡng chất giúp trẻ nhỏ phát triển toàn diện, chống thiếu máu, bổ sung các vitamin giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng khả năng miễn dịch, chống bệnh tật. Những loại rau này để rau xanh tốt mơn mởn, người trồng rau thường mua nhớt thải về tưới hàng ngày hoặc trồng rau ở những nơi kênh rạch bẩn, ao tù khiến rau muống bị ô nhiễm nặng. Cải bẹ xanh, dinh dưỡng. Trong cải bẹ xanh gồm có vitamin A, B, C, K, axit nicotic, carotin, albumin, rất tốt cho sự phát triển của trẻ. Tuy giàu dinh dưỡng vậy, nhưng loại cải này thực tế thu hút rất nhiều sâu bọ, và để khử sâu bọ, người trồng rau phun rất nhiều thuốc. Chưa kể, để rau tươi lâu, không dập, người ta còn dùng chất bảo quản nữa. Em cũng có con nhỏ nên rất thận trọng trong vấn đề ăn uống của con. Và chia sẻ của em, hy vọng các mẹ lưu tâm đến việc chọn thực phẩm sạch, an toàn cho con để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe con nha. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Loại rau không nên luộc mà lâu nay ít ai để ý. Thật không ngờ khi 6 loại rau sau đây mà mọi người vẫn thường chế biến bằng cách luộc ăn. Ngày nay theo nghiên cứu của các nhà dinh dưỡng học cho biết, các loại rau sau không nên luộc ăn vì sẽ làm thất thoát nguồn dinh dưỡng vốn có ở chúng. Với thói quen hay luộc rau chấm kèm nước mắm cho bữa cơm gia đình, tuy nhiên họ chưa biết và phân biệt được đâu là loại rau nên luộc, đâu là loại rau không nên luộc. Chia sẻ với tạp chí Sát Anh, chuyên gia dinh dưỡng Trashilet cho biết, một nửa dinh dưỡng của rau sẽ bị mất khi chúng ta luộc.
Dưới đây là 6 loại rau không bao giờ nên luộc ăn. Bắp cải, loại rau không bao giờ nên luộc, bởi trong bắp cải có chứa một hàm lượng vitamin cao hơn nhiều so với các loại rau củ khác như cà rốt, kha tây, hành tây. Theo nghiên cứu, hàm lượng vitamin A và vitamin B trong bắp cải kết hợp với nhau làm thành mạch máu bền vững hơn. Ngoài ra, nó còn chứa một số chất chống ung thư như sulforaphane và entocarbapenol. Nếu luộc rau bắp cải, hàm lượng vitamin, các chất dinh dưỡng sẽ không còn lại trên rau. Cải bó xôi hay còn gọi là rau chân vịt, loại rau không bao giờ nên luộc, bởi cải bó xôi vô cùng giàu sắt cùng vitamin C. Sắt có tác dụng làm nhân cho tế bào máu, còn vitamin C có tác dụng tăng cường hòa tan sắt trong dịch ruột, giúp sắt được hấp thụ ở hệ tiêu hóa. Nếu không muốn vitamin trong cải bó xôi bị mất thì đừng nên sử dụng phương pháp luộc để ăn. Vậy nên thay vào cách chế biến bằng xào hay hấp. Cải xoăn, loại rau không bao giờ nên luộc. Cải xoăn là một trong những loại thực phẩm lành mạnh nhất, nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật. Loại rau xanh này nên được đưa vào chế độ ăn của gia đình. Tuy nhiên, nên hạn chế sử dụng phương pháp luộc đối với loại rau này nếu không muốn mất đi các dưỡng chất chứa ở trong rau. Vậy nên thay vào cách chế biến bằng xào hay hấp. Bông cải xanh, còn gọi là súp lơ xanh, loại rau không bao giờ nên luộc. Bông cải xanh từ lâu được coi là siêu thực phẩm đối với sức khỏe của con người. Bông cải xanh có giá trị dinh dưỡng rất lớn. Nó là nguồn thực phẩm giàu chất sắt, protein, canxi, chrome, carbon hydrate, vitamin A và vitamin C. Nếu như có thói quen luộc rau này thì nên bỏ ngay vì sẽ làm mất đi lượng vitamin chứa trong rau. Thay vào đó có thể áp dụng một số cách chế biến khác như xào, nướng, hấp. Các loại đậu quả, loại rau không bao giờ nên luộc. Tương tự như bắp cải, bông cải xanh, cải xoăn, các loại đậu quả cũng chứa nhiều vitamin, dưỡng chất cần thiết có sẵn. Nếu như dùng phương pháp luộc cũng chính là tự đánh mất đi lượng chất cần thiết có trong các loại đậu quả này mà thay luộc là xào hoặc hấp. Đậu Hà Lan, loại rau không bao giờ nên luộc. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra chymetron, một loại dinh dưỡng thực vật trong đậu Hà Lan có tác dụng chống lại bệnh ung thư. Ăn đậu Hà Lan hàng ngày có thể làm giảm đáng kể khả năng bị ung thư dạ dày. Nhiều chị em có thói quen luộc đậu Hà Lan trước khi chế biến món ăn. Thói quen này tưởng như bình thường nhưng lại tự tay đánh mất đi những dưỡng chất vốn có trong hạt đậu. Vậy nên thay vào cách chế biến bằng xào hay hấp. Do vậy, các nhà dinh dưỡng khuyến nghị người nội trợ có thể thay thế cách chế biến 6 loại rau trên từ luộc bằng phương pháp hấp hoặc nướng. Hoặc nếu vẫn thích luộc thì nên sử dụng ít nước thôi, tận dụng nước luộc để ăn. Làm món hầm hoặc nấu súp như thế sẽ đỡ lãng phí các vitamin có trong rau. Nguyên tắc chung là rút thật ngắn thời gian nấu, giảm lượng nước dùng để nấu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nhi bị dị tật, câm điếc bẩm sinh, bầu liệu mà tránh cho xa, kẻo tự mình làm hại đến con. Mang bầu, mẹ hãy nói không với những món này nhé. Khi mới mang thai, mẹ nên nói không với những thực phẩm chiên rán, đồ ngọt và gan động vật. Nghiên cứu của các nhà khoa học đã chỉ ra rằng chế độ dinh dưỡng trong thai kỳ có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi. Chính vì vậy, để sinh ra được những đứa con khỏe mạnh, thông minh, bà bầu nên chọn lựa những loại thực phẩm tốt cho bé và tránh xa những đồ ăn có hại dưới đây. Đồ chiên rán. Trong đồ chiên rán có chứa một lượng nhất định phèn chua, mà phèn chua chứa nhôm, một chất vô cơ. Nhôm có thể xâm nhập vào não của thai nhi thông qua nhau thai. Nếu ăn nhiều, lượng nhôm tích lũy sẽ lớn, làm cho não thai nhi kém phát triển, tăng nguy cơ bệnh đần độn. Đồ uống chứa caffeine. Một số đồ uống có chứa 2,4% đến 2,6% caffeine và hàm lượng các chất kích thích khác. Một số thai phụ sau khi uống đồ uống này bị buồn nôn, đau đầu, tim đập nhanh và các triệu chứng ngộ độc khác.
Các phản ứng này ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trái tim, não, gan và các cơ quan quan trọng khác của thai nhi. Kết quả là em bé sinh ra dễ bị các dị tật bẩm sinh. Trà. Phụ nữ mang thai không nên uống quá nhiều trà. Chất theophylline trong trà có thể kích thích đến chuyển động của thai nhi, thậm chí gây nguy cơ cho sự phát triển của thai. Gan động vật. Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng mẹ bầu tiêu thụ quá nhiều gan động vật trong thời kỳ đầu mang thai có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của em bé trong bụng. Nếu phụ nữ mang thai ăn quá nhiều gan động vật, đặc biệt là khi dùng các viên thuốc bổ sung sinh tố khác, lượng vitamin A được đưa vào cơ thể sẽ quá nhiều, ảnh hưởng xấu đến thai nhi, thậm chí gây quá thai. Ngoài ra, gan là bộ máy giải độc, là kho chứa chất độc lớn nhất trong cơ thể động vật. Một số chất độc đó khi ăn vào có thể ảnh hưởng xấu đến mẹ bầu và em bé. Thực phẩm dễ dị ứng. Khi mang thai, mẹ bầu cần đặc biệt chú ý đến việc ăn uống, nhất là khi ăn những thực phẩm lạ mà cơ thể dễ bị dị ứng. Với bất cứ món ăn nào lạ, mẹ chỉ nên ăn một chút để thử phản ứng của cơ thể trước. Với những thực phẩm mà mẹ đã bị dị ứng trước đó, tuyệt đối không nên cố gắng ăn, bởi khi cơ thể bị dị ứng sẽ sản sinh ra một loạt các chất có hại cho bào thai. Khi cơ thể bị ngứa, phát ban, đau bụng, tiêu chảy, mẹ cần dừng sử dụng thực phẩm ngay và tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa. Với bất cứ thực phẩm nào đã từng khiến mẹ bị dị ứng đều không nên ăn khi mang thai. Giấm và thực phẩm có tính axit. Quá nhiều giấm và thức ăn có tính axit là một trong những thủ phạm gây ra dị tật. Đặc biệt là hai tuần đầu của thai kỳ, rất nhiều loại thực phẩm có tính axit có thể gây mệt mỏi, yếu kém. Sử dụng thực phẩm có tính axit trong thời gian dài không chỉ khiến người mẹ bị mắc những căn bệnh nhất định, mà điều quan trọng hơn là sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển bình thường của thai nhi, thậm chí có thể dẫn đến dị tật thai nhi. Thức ăn xông khói, nướng. Các thực phẩm loại này phải dùng gỗ, than làm chất đốt để chế biến. Nhiên liệu đốt lên sẽ tán phát ra một loại chất độc làm ô nhiễm các thức ăn được xông nướng. Chất độc này có thể gây ra ung thư. Cứ mỗi ký cá xông và thịt nướng có tới mấy chục mg chất độc này. Cứ mỗi kg bánh thịt nướng có 79mg chất độc. Đồ ngọt, đường, kẹo. Mặc dù đồ ngọt rất hấp dẫn với mẹ bầu, nhưng trong 3 tháng đầu và cả thai kỳ, chị em nên nhịn ăn để có sức khỏe tốt nhất. Mẹ bầu ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ khiến tăng cân nhiều, dễ gây tiểu đường thai kỳ và thậm chí lượng đường dư thừa sẽ tiêu thụ canxi, khiến mẹ bị thiếu canxi, ảnh hưởng đến sự phát triển xương và răng của trẻ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chia tay bệnh tiểu đường sớm nhờ các bài thuốc dân gian này. Bệnh tiểu đường sẽ sớm chào thua các bài thuốc dân gian này. Không cứ phải thuốc đắt, thuốc ngoại mới chữa bệnh tốt. Có những bài thuốc quý ngay trong vườn nhà mà đôi khi bạn không biết. Khám phá ngay bài thuốc dân gian chữa bệnh tiểu đường vô cùng hiệu quả. Khoảng gần 8% dân số Việt Nam mắc bệnh tiểu đường, và đây là căn bệnh phổ biến trong xã hội hiện nay. Việc điều trị bệnh tiểu đường bằng các loại thuốc tây vừa gây cho bệnh nhân mệt mỏi, là ảnh hưởng về kinh tế, gây biến chứng các bệnh khác. Cây thuốc nam chữa bệnh tiểu đường rất công hiệu và an toàn, không gây biến chứng mà nhiều người không biết, cứ lầm tưởng điều trị tây y hiệu quả mà quên đi các giá trị mà bài thuốc cổ truyền trong dân gian mang lại. Việc tìm các vị thuốc nam không khó, vì đây là cây thuốc, cây cỏ quanh nhà mà chúng ta rất dễ gặp. Các loại cây này giúp giảm bớt các triệu chứng do tiểu đường gây ra, rất hiệu quả cho những người mắc bệnh tiểu đường. Chữa bệnh tiểu đường bằng cây chuối hột. Xưa nay chúng ta chỉ biết cây chuối hột thông qua việc dùng quả của nó. Tuy nhiên ít người biết rằng, ngay cả thân, hạt của chuối hột cũng là vị thuốc quý. Các nhà khoa học đã chứng minh, trong chuối hột có chất giúp ổn định đường huyết. Phương pháp phổ biến nhất để trị tiểu đường bằng cây chuối hột là đào lấy củ chuối rửa sạch, giã hoặc ép lấy nước cho người bệnh uống. Nếu không thể đào được củ chuối
Bạn cũng có thể dùng thân cây chuối hột, khoét ngang một lỗ, để bên dưới một chiếc bát nhỏ để nước từ thân cây tiết ra. Sau đó mang nước này cho người bệnh uống cũng có tác dụng tương tự. Nhưng chú ý rằng mùa mưa nước chuối hột loãng hơn nên bạn cần phải uống lượng nước nhiều hơn mùa nắng. Vỏ dưa hấu làm thuốc chữa bệnh tiểu đường. Dưa hấu là loại quả bổ dưỡng cho sức khỏe. Ngoài việc được dùng để giải khát trong những ngày hè nóng nực thì dưa hấu còn được dùng để chữa bệnh tiểu đường. Các nhà khoa học đã chứng minh cứ 100g dưa hấu có 95,5% nước, 1,2% protein, 2,5% glucid, 0,5% cellulose, các muối khoáng canxi, phốt pho, sắt, các vitamin B1, B2, PP, C, carotin. Đặc biệt, dưa hấu còn chứa nhiều axit folic là một trong các yếu tố quan trọng cần thiết trong quá trình tạo máu, rất tốt cho người tiểu đường. Bên cạnh việc ăn dưa hấu, người bệnh tiểu đường cũng không nên bỏ vỏ dưa đi, bởi chúng có thể tạo thành bài thuốc vô cùng hiệu quả đấy. Người bệnh dùng 30g vỏ dưa hấu, 30g vỏ bí xanh, xắt lấy nước uống 3 lần mỗi ngày, làm liên tục trong vòng 1 tháng để cảm nhận hiệu quả. Lá ổi trị bệnh tiểu đường. Đông y sử dụng lá ổi là vị thuốc chữa bệnh từ lâu đời. Khoa học hiện đại cũng đã chứng minh cả vỏ ổi và lá ổi đều có tác dụng giảm lượng đường trong máu. Bài thuốc trị bệnh tiểu đường cần dùng các nguyên liệu: lá sa kê rụng, đậu bắp và lá ổi non, búp thì càng tốt. Ba thứ trên mang rửa sạch rồi cho vào nồi đất nấu với 2 lít nước, đến khi cô đọng lại còn khoảng 510ml thì chia ra để uống 3 lần trong ngày. Các hợp chất flavonoid có trong lá ổi giúp người bệnh hạ đường huyết nhanh chóng. Ngoài ra, việc ăn quả ổi hay dùng lá ổi tươi xắt lấy nước uống hàng ngày cũng rất có lợi cho sức khỏe bệnh nhân tiểu đường. Chữa bệnh tiểu đường bằng quả khế. Quả khế không chỉ được dùng để nấu canh chua, ăn kèm rau sống mà còn có tác dụng chữa bệnh tiểu đường hiệu quả mà không phải ai cũng biết nhé. Nếu bạn hoặc một người thân trong gia đình mắc phải căn bệnh này, có thể dùng trái khế để chữa trị bằng cách sau: lấy quả khế phơi khô trong bóng râm, đem thái thành lát mỏng. Mỗi ngày các bạn lấy khoảng một vốc cho vào nồi, rồi đổ nước vào nấu cho tới khi còn lại một nửa thì dùng để uống. Nên áp dụng thường xuyên, sau 3 tháng sẽ có tác dụng làm giảm lượng đường huyết trong máu xuống mức ổn định. Sau đó, việc kiêng ăn đồ ngọt cũng không cần quá khắt khe. Ngoài ra, quả khế còn có tác dụng chữa bí tiểu, tóc bạc sớm và chữa táo bón hiệu quả. Chữa bệnh tiểu đường bằng hạt quả vải. Dùng hạt quả vải cũng là một trong những bài thuốc đông y chữa bệnh tiểu đường rất đơn giản mà hiệu quả cao, được áp dụng phổ biến trong dân gian. Theo đông y, hạt vải vị ngọt chát, tính on, có tác dụng tán hàn, chữa tiêu chảy, đau răng, đau tinh hoàn và tiểu đường tiếp 2. Để phòng và điều trị bệnh tiểu đường tiếp 2 bằng hạt vải, người bệnh có thể áp dụng theo bài thuốc như sau. Hạt vải đem sấy khô, tán thành bột mịn, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần dùng khoảng 10g và với nước để uống sẽ cho hiệu quả làm giảm lượng đường trong máu xuống mức ổn định. Bài thuốc dùng tốt nhất cho các trường hợp người bị bệnh tiểu đường tiếp 2 trên 40 tuổi. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.